Dạ vâng, kính chào các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Vlog Hôm nay xem giới thiệu cho các bác một mẫu tủ lạnh 4 cửa của Aqua Mẫu mới nhất năm 2022 các bác nhé Với giá thành dưới 15 triệu đồng các bác sở hữu được một trong những dòng tủ 4 cửa sang trọng bậc nhất thời điện hiện tại bây giờ à, Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vài phút video về dòng sản phẩm này các bác nhé à, Trên thị trường thì Aqua là một trong những dòng tủ giá rẻ và có được nhiều các bác lựa chọn nhất Ở đây em có các mẫu tủ Aqua của 2021 trở đi này 2020 cũng có và một trong những mẫu mới nhất của năm 2022 năm nay Đó sẽ là một con tủ bốn cửa ở phía bên trong này Em đang kê là con thứ ba đây Ấy tính từ ngoài vào là con đầu tiên này một này hai này Và con thứ ba là con ở phía bên này Đấy Con này thì có ký hiệu là AQR gạch ngang M525XA Đấy, đuôi của nó là đuôi BL Tức là đuôi của nó là đuôi FB xin các bác Đuôi FB là đuôi màu và đen như thế này Màu đen mặt của nó sẽ là mặt thép, không phải mặt gương mọi người nhá. Nó để giúp em là nó sẽ có những cái loại mặt gương, đây là mặt thép nhưng chúng ta vẫn hơi mờ mờ được ở trước gương. Còn những cái loại mặt gương thì nó sẽ choi trong hơn một chút như này. Đấy. Cái giá của con này thì hoàn toàn hợp lý so với những dòng tủ mặt thép trên thị trường. Nó sẽ được tương đương so với những dòng tủ của Sáp mà có cái giá thành tầm độ trên 15 triệu thì con này thì lại dưới 15 triệu cơ. Đấy, dưới 15 triệu, tức là tầm độ hơn 14 triệu một chút. Các bác sẽ sở hữu được một trong những dòng tủ có dung tích là dung tích tổng của con này nhá dung tích tổng của con này thì sẽ rơi vào là 400 để em đọc trong bác nha để em chốt à, đây ạ các bác xem ở trên này giúp em Đấy, con này tổng dung tích là 456 lít công suất là 106 w rất nhỏ rất nhỏ các dòng khác thì 150 con này công suất 106 thôi hàng xuất xứ của Thái Lan và được đánh giá là 5 sao được đánh giá 5 sao thiết kế của bốn cửa có hai cửa ngăn mát ở phía trên và hai cửa ngăn đông đá ở phía dưới Dung tích của ngăn mát thì chúng ta sẽ có hai cánh ở phía trên này với tổng dung tích là 316 lít mọi người nhé. 316 lít có thiết kế bảng điều khiển ở phía bên ngoài. Thì một nát nữa em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng bảng điều khiển đó. Con này thì có tổng chiều cao là 1m8 và chiều rộng là 84 cm, sâu là 67 cm các bạn nhé. Đấy là em đang làm tròn cái thông số kỹ thuật rồi. Đấy đây là các cái phần mà các bác có thể xem được nếu mà kê vừa vào khu vực học tủ nhà mình thì chúng ta sẽ lựa chọn con này mới nhé với dung tích 316 lít của ngăn lạnh ở phía trên và ngăn phía dưới là chúng ta có tổng dung tích là 140 lít trên 100 lít rồi em mở cửa cho các bác xem các cái phần thiết kế trước nhé Đấy rồi ok em sẽ đi phần phía trên phía trên là không gian ngăn mát của chúng ta sẽ có hệ thống kháng mùi khử khuẩn và làm lạnh nhanh à, TABT đây là hệ thống lọc không khí các thứ làm mạng nhanh ở trong này đây các bạn nhìn thấy cái hệ thống này hệ thống này thì giúp cho chúng ta có thêm những cái phần uh, uh, thực phẩm được giữ mát là tốt hơn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn hệ thống đèn ở phía trên trên này có hệ thống đèn nhé khi các bác mở tủ ra được cái hệ thống đèn và tất nhiên thì ngăn đá thì nó sẽ không có đi kèm đèn ngăn cá không đi kèm đèn chúng ta sẽ được thiết kế là 316 lít và thiết kế là hai khay kính cường lực ở phía trên rất lặng rất chi là chịu lặng tốt mọi người nhé phía dưới cũng sẽ có một cái kính kết hợp với phần uh, khai khu vực để cho củ quả đây các bác sẽ nhìn thấy hai khu vực Đấy. riêng biệt để chúng ta phân loại những cái thực phẩm khác nhau để chúng ta để vào làm sao cho là hợp lý nhất các bác nhé ok ở phía bên cánh tủ thì chúng ta sẽ có thiết kế thêm ba học đồ nữa ba học đồ nữa đây em zoom lại cho bác xem nhé ba học đồ ở phía bên này cũng sẽ có thêm ba học đồ nữa các bác để đồ nhá, rất chi là tiện lợi và nhiều thực phẩm chúng ta để cái khay này thì rất rộng rồi nhé, nên các nhìn thấy này rất rộng chúng ta để thoải mái luôn và tất nhiên thì ở phía bên ngăn đá chúng ta cũng sẽ được chia làm hai ngăn với cửa bốn cửa thì nó, ngăn mát là rộng hơn rộng hơn thì chúng ta để được nhiều đồ hơn để cái những dòng mà tủ sai size dọc dài ấy, mà nó chia cả ngăn đá và ngăn mát ra ấy, thì cái ngăn mát ở phía trên mà các bạn nhìn thấy nó nhỏ như thế này để đầu rất là khó chịu và những cái ngăn bốn à, cửa mà thiết kế rộng nhẹ chúng ta để đồ thoải mái và thoáng hơn rất rất nhiều, nhiều ngăn đá thì chúng ta sẽ có thêm một cái khe khe này để chúng ta che à, cái vách để chúng ta chia đôi hai ngăn ra để chúng ta phân biệt những loại thực phẩm khác nhau đấy và có một hộp để chúng ta chứa đá hộp đá mọi người nhé hộp chứa đá con này thì không có đá tự động không có chức năng là lấy nước bên ngoài nó sẽ là một trong những dòng tủ làm mát làm lạnh thông thường và có chứa inverter tiết kiệm điện có chứa inverter tiết kiệm điện mọi người nhé ấy bảng điều khiển thì sẽ là bảng điều khiển ở phía bên ngoài cánh tủ như thế này. Chúng ta sẽ có những cái phần chức năng ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ có phiền uh, chọn ngăn mát này và điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát ở trên, chọn ngăn đá và điều chỉnh ngăn đá ở phía dưới. Phía dưới cùng này là chế độ mát các bác giữ trong vòng 3 giây. Đây là chế độ uh, thông minh, chế độ thông minh. Chế độ thông minh và các chế uh, và cái chế độ kỳ nghỉ holiday đây để khi mà chúng ta đi du lịch thì bác chọn về chế độ holiday để cho tổ nó giảm cái hiệu suất là hoạt động xuống ở phía tiếp theo là phía bên phía dưới là chúng ta sẽ có power cool power cool power cool cái power cool này là chế độ làm lạnh cực nhanh thôi nhá làm lạnh cực nhanh và phía dưới là chế độ là làm đông cực nhanh thì chế độ trên là, là áp dụng cho ngăn mát và phía dưới là áp dụng cho ngăn đông chúng ta sẽ có thêm một cái đứa đó chính là chế độ khóa màn hình điều khiển các bác giữ trong vòng 3 giây ở đây nó sẽ khóa toàn bộ bằng điều khiển lại không cho trẻ nhỏ sờ vào cũng như là điều chỉnh đấy là cái chức năng hoạt động của tủ rất chi đơn giản thôi các bác chỉ cần điều chỉnh những chế độ như vậy ở con này thì chúng ta sẽ có ở đây để em xem cái giá thành cho các bác nhé hiện tại thì đối với dòng này thì chúng ta có giá thành trừ về cuối là còn 10 là 14 triệu 780 000 14.780 cho một con tủ có eventer tiết kiệm điện và có thêm cả quạt tản nhiệt giúp hoạt động bền bỉ hơn hệ thống bộ lọc cửa mùi TABT giúp loại bỏ những mùi khó chịu và diệt khuẩn ngăn do củ quả thì chống khô ẩm mốc cũng như là mà phân biệt một cách rất chỉ là dễ dàng. Những cái dòng này thì các bác có thể mua được ở tại siêu thị điện máy EcoMax bên em mọi người nhé. bảo hành gì bên em sẽ bảo hành các dòng điện uh, tủ lạnh của Aqua bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà và mọi người sẽ được đổi mới cho 30 ngày nếu mà gặp lối của nhà sản xuất trên các dòng tủ của Aqua như thế này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua sắm để nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website là ecomax.vn mọi người nhé. xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.